Ngay sau khi đường băng 1B Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài được sửa chữa, nâng cấp, đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, các đơn vị thi công bắt tay ngay vào giai đoạn 2, hoàn thành các hạng mục còn lại của đường băng 1B và hoàn thiện đường 1A, các đường lăn kết nối. Dịch COVID-19 đã khiến tần suất các chuyến bay giảm. Đây cũng là thời điểm để các đơn vị thi công tranh thủ đẩy nhanh tiến độ công trình này. Ngay sau khi hoàn thành các hạng mục xây lắp đường băng 1B, các nhà thầu thi công bắt tay ngay vào thực hiện các hạng mục giai đoạn 2 của dự án như tiếp tục hoàn thành 800m đường băng 1B, lắp đặt đèn tín hiệu, bay hiệu chuẩn hệ thống thiết bị, xong trước tháng 6, dịp cao điểm hè. Tiếp đó sẽ nâng cấp sửa đường băng 1A, bảo đảm xong trước Tết Nguyên đán 2022. Mà chúng tôi cũng hiểu đây là một cái dự án mang tính chất là an ninh quốc gia rất là cao, cho nên là chúng tôi thường xuyên quán triệt với là cán bộ công nhân viên, những người lao động là phải thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Thì xong cái qua cái thời gian thi công ấy, thì đến thời điểm giờ thì các cái hạng mục Trường Sơn, tổng công ty xây dựng Trường Sơn đáp ứng thi công thì cũng gần như là đáp ứng được theo yêu cầu tiến độ và chất lượng của dự án, và đặc biệt là khâu an toàn cả về phòng dịch cũng như là an toàn lao động. Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài hỗ trợ tối đa, chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà thầu thi công. Do dịch COVID-19, tần suất bay giảm tới trên 50%. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị thi công phải chủ động nắm bắt thời cơ để đẩy nhanh tiến độ. Chủ động hơn nữa trong cái công tác tổ chức thi công, cơ bản thống nhất như vậy, 31 tháng 12 quyết tâm phải đưa vào khai thác cái đường cất hạ cánh 1A. Lý thuyết thì là chúng tôi chỉ được thi công 5 tiếng ban đêm. Thế nhưng mà do cái lưu lượng bay nó được giãn cách ra thì chúng tôi cũng đã làm việc các cơ quan hàng không là có được phép thi công và trong cái thời gian mà xen kẽ giữa các cái chuyến bay. Và chính vì vậy mà kết hợp với tổ chức là rất nhiều mũi thi công, chính vì vậy là tiến độ có thể được rút ngắn. Đến thời điểm này thì các đơn vị thi công của dự án đường cất hạ cánh của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đang tập trung những mũi thi công để đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình này. Tuy nhiên thì công tác phòng dịch cũng được đặt lên hàng đầu, bởi vì đây cũng là một trong những yếu tố tiên quyết và quan trọng để góp phần cho công trình có thể về đích đúng tiến độ như đã cam kết vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.